Trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Như vậy là sản phẩm tô màu mình xong các bạn. Các bạn đi hem và cho mình like các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như cái hôm anh nói cái gì đấy mà là anh có trăm tỷ đã đi anh ước gì nó thành mà chuyển ra được trăm tỷ lúc đấy thì em với anh đi sẽ một cuộc sống một cuộc sống của anh cha cần phải lo cái gì vậy thích gì alo vỏ pha có em alo bấm nút là tự biết tự nhiên em ăn cả ôi bây giờ mình sẽ đi về chi tiết cho mọi người các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh của bạn. Các bạn thấy đẹp hay cho mình sử dụng ra là cái tên mình có bao nhiêu, mình sẽ có lại rất là nhiều cái loại. Tôi mình sẽ đi cho mọi để cô trong trên mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi mình đi mọi nhé. Cảm ơn các bạn. Nói vâng.
thứ một xong đấy các bạn nhé, cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay